Hello. Okay. Chuẩn bị live trên Facebook nữa. Hello, Facebook. YouTube. Chị đang live trên cả hai và chuẩn bị thu podcast nữa. Đây là sách trở về nhà hôm nay. Cuốn sách này đã có mặt trên tất cả cửa hàng sách cũng như trên các trang bán sách điện tử như là Tiki. Bạn đã có thể mua cuốn sách trở về nhà. Và hôm nay chị Anh sẽ giới thiệu qua phần nội dung sách cũng như là đi qua các mục các chương, các phần chính ở trong sách để các bạn biết là cuốn sách sẽ có những nội dung cụ thể gì và hy vọng là qua đó bạn sẽ cảm thấy là cuốn sách này phù hợp cho bạn. À, để chị em bật podcast lên nữa. Ok, xin chào tất cả mọi người. Hy vọng các bạn vừa có một bữa tối ngon miệng. Không hiểu sao trên Facebook chưa có ai join. Anyway, chị vẫn cứ thu đã. Sorry, vấn đề kỹ thuật. Đừng bảo tôi mất mạng. Am I back? Im ắng quá nhỉ. Im ắng quá nhỉ. Anyway, chúng ta hãy bắt đầu với đây, cuốn sách Trở về nhà có những gì. Đầu tiên thì chị Anh muốn nói là đây là một cuốn sách chị Anh viết rất là kỳ công. Chị Anh viết nó mất khoảng 2 năm, gần 2 năm nếu bao gồm cả thời gian biên tập và sửa đi sửa lại. À, bạn Phương và em vừa đặt sách chị trên Pha được giảm giá nữa. Yay, trên Tiki cũng giảm giá, hình như ở đâu cũng đang giảm giá. Và rất may là sách đã ra sau mùa dịch, sau đợt cách ly xã hội nên chúng ta có thể đi mua sách tại cửa hàng hoặc chúng ta có thể đặt online và đây cũng là dịp tốt để mua trước kỳ nghỉ 30 tháng 4 và bạn có thể ở nhà đọc cuốn sách này. Nó không nhiều, nó không dày lắm đâu, khoảng hơn 300 trang nên là chị nghĩ bạn có thể đọc hết trong khoảng 3 ngày hoặc là nhanh hơn. Chị Anh là người đọc chậm nên là quyển này chắc chị Anh mất 3 ngày mới đọc hết. Và chúng ta sẽ nói qua về nội dung của sách. Không biết các bạn là biết nhiều về chị Anh chưa, nhưng mà em rất hào hứng được đọc sách của chị. Yay, cảm ơn bạn Thảo. Bạn Thảo cũng đang chuẩn bị đặt mua sách của chị Anh. Và chị Anh đang nói là không biết các bạn có biết về con người chị Anh nhiều không. Nhưng nếu mà bạn đọc cuốn sách này thì bạn sẽ được biết về câu chuyện đời chị Anh từ khi chị Anh sinh ra năm 84 tại Liên bang Nga cho đến ngày chị Anh lần đầu tiên đặt chân về nước lúc hơn 26, 27 tuổi cho đến ngày chị Anh kinh doanh rồi cho đến lúc chị Anh gặp chồng chị Anh lập gia đình rồi có đứa con đầu tiên rồi mọi thứ thành công thất bại nên là em mong chờ phần chị viết về tình yêu, phần về tình yêu cũng sẽ được viết rất là kỹ ở trong cuốn sách này nên nếu bạn đọc cuốn sách này thì bạn sẽ có thể là bạn sẽ hiểu hiểu con người của chị Anh nhiều hơn nữa. Nhưng điều quan trọng hơn mà chị Anh muốn mang lại cho mọi người thì mọi người qua câu chuyện đời của chị Anh có thể rút được ra cho mình những bài học này, những cảm hứng này, rồi cảm thấy là hành trình của mình vẫn còn rất sớm, vẫn còn rất nhiều tiềm năng ở phía sau. Tại tất cả những gì chị Anh kể nó đều diễn ra dù là diễn ra cách đây khá lâu nhưng
có những chuyện lớn nó xảy ra chỉ sau khi chị anh 30 tuổi. Và chị anh biết là đa số các bạn đang xem hoặc là sẽ đọc cuốn sách này có thể còn chưa đến 30 tuổi, hoặc là 12 năm, 12-13 tuổi chẳng hạn. Thì nếu bạn đọc, bạn sẽ thấy là cả một con đường ở trước mắt mình vẫn còn rất nhiều hứa hẹn, rất nhiều cơ hội. Và nếu mình biết mở lòng, mình biết mở mắt, mở lòng để đón nhận cơ hội, đón nhận tình yêu, đón nhận đam mê, những cái gì đến với mình một cách rất là tự nhiên, thì mình sẽ đi trên con đường đó sớm hơn và mình sẽ đến được nơi mình muốn nhanh hơn. Nên điều rất quan trọng là mình phải hiểu được chính mình và mình phải tìm được con đường của mình. Chính vì vậy cuốn sách này không phải chỉ là một tự truyện, nó không chỉ là một phần kể về đời Chi Anh, để phần đấy chỉ chiếm khoảng một nửa cuốn sách này, chương 1. Còn sang chương 2 gọi là đi tìm con đường, đi tìm chính bạn. Thì cả phần chương 2 đó Chi Anh viết là viết cho mọi người. Chi Anh kể lại những bài học, những kinh nghiệm, những kỹ năng, những tip mà Chi Anh đã học được, đã tự rút ra hoặc là đã học được từ người khác trong quá trình học hành, đi làm thuê và sau này lập nghiệp kinh doanh. Chi Anh đúc kết lại rất nhiều lời khuyên chia sẻ ở phần chương 2 để các bạn có thể tham khảo và qua đó trở thành những người nhân viên hoặc những người doanh nhân, những người học sinh giỏi hơn, tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn. Và chúng ta sẽ xem qua phần mục lục. Phần đầu chương 1 là câu chuyện của Chi Anh, là câu chuyện nhỏ đời tôi từ tuổi thơ và những năm trưởng thành đầu đời cho đến hành trình tìm thấy đam mê trong ẩm thực, rồi hành trình làm doanh nhân, rồi hành trình tình yêu, hành trình tìm đến sự bình yên và hạnh phúc với chính mình, chia ra thành 4 phần chính ở trong chương tự truyện của Chi Anh. Về tuổi thơ, Chi Anh sẽ nói qua là trong này Chi Anh viết khá là kỹ về quá trình Chi Anh và gia đình di chuyển khá nhiều nơi ở trên thế giới trong suốt tuổi thơ của Chi Anh. Tại sao Chi Anh kể phần này khá là chi tiết? Tại vì Chi Anh nghĩ nó chính là lý do mà Chi Anh có những kỹ năng hoặc là những cái cá tính khác, vì sau này có giúp ích nhiều cho Chi Anh sau này trong quá trình học tập hoặc trong quá trình làm việc kinh doanh. Cái khả năng thích nghi với những môi trường mới lạ hoặc khả năng ứng phó với những thay đổi đột ngột nó đều đến từ những năm mà Chi Anh phải chuyển nhà, chuyển trường, chuyển quốc gia rất nhiều trong quá khứ, nên nó đã khiến cho Chi Anh chai lì hơn với sự thay đổi. Và đấy là một kỹ năng rất quan trọng, nhất là trong tình huống ngày nay khi chúng ta liên tục đối mặt với những thay đổi ngày càng đến dồn dập hơn, và gần đây nhất là thay đổi do dịch Covid mang lại cho chúng ta nhiều biến cố, nên cái khả năng ứng phó với thay đổi vô cùng quan trọng. Và nếu mà bạn đọc phần chương nói về tuổi thơ của chị Anh thì bạn sẽ thấy con người có khả năng thích nghi, có khả năng ứng phó tuyệt vời với mọi thách thức, với mọi thay đổi để sinh tồn, để tồn tại, để vượt trội. Nên nếu bạn đang đối mặt với thay đổi, nếu bạn đang đối mặt với một cái gì đó khiến bạn cảm thấy thách thức hoặc là bế tắc, thì hãy tin là có những khó khăn dường như Chi Anh ngày xưa cũng tưởng như không thể vượt qua nổi. Có những cái như là hồi Chi Anh mới chuyển sang Đài Loan, Chi Anh không nói được tiếng Hoa và bị ép đi học ở trường trường bình dân, à trường địa phương, họ không có ai nói được tiếng Anh, và cứ như thế để Chi Anh phải theo học được trong vòng 1 năm học như thế nào. Đó là một cái khó khăn tưởng chừng không vượt qua được nhưng mà cuối cùng vẫn khắc phục được. Dù nó là một phần nhỏ trong cuốn sách của Chi Anh hoặc là trong đời của Chi Anh, nhưng Chi Anh nghĩ đọc phần đấy có khi bạn cũng sẽ tìm thấy cảm hứng để mình đối phó
với khó khăn trước mắt và thay đổi chính mình để mình có thể thích nghi được với cái tình huống đang xảy ra. Nhất là trong giai đoạn này, chị anh nghĩ khi chúng ta có thể, trong số chúng ta có những người bị mất việc hoặc là bị thay đổi trong cuộc sống vì COVID gây ra, thì đây là lúc mà mình có thể phát triển chính mình có thể xây dựng thêm những kỹ năng mới, học hỏi thêm để mình qua khỏi cái khó khăn này là một con người mới. Ok, sau phần tuổi thơ thì Trang viết về hành trình trở thành một nhân viên kinh doanh cấp cao ở một công ty đa quốc gia, đó là Panasonic. Để tí bạn Thanh bảo chị Trang có nghĩ sách mình sẽ có audiobook không? Trang không biết ở Việt Nam có phổ biến mô hình sách audiobook không? Bản thân Trang cũng rất thích nghe audiobook. Cái đấy tùy thuộc vào nhà xuất bản, Trang sẽ gợi ý với họ. Nhưng mà không hiểu ở Việt Nam có những nơi nào bán hoặc là mọi người có thích dùng audiobook không? Cái đấy đã phổ biến chưa thì Trang không biết. Nhưng Trang sẵn sàng thu âm cuốn sách này nếu mà nhà xuất bản muốn xuất bản audiobook. Ok, mặc dù Trang có thể đọc sẽ hơi chậm. Anyway, Trang đang nói là hành trình trở thành nhân viên kinh doanh cấp cao trong công ty đa quốc gia. Câu chuyện đó đối với Trang cũng rất là thú vị, tại vì trong vòng khoảng 4 năm làm tại Panasonic, Trang đã học hỏi được rất nhiều từ các sếp cấp cao, từ những người đồng nghiệp của mình, và phải nói là tinh thần làm việc của người Nhật và người Singapore vô cùng chuyên nghiệp, vô cùng cạnh tranh, và môi trường làm việc cũng rất là khắc nghiệt, tức là mình phải đấu tranh cho sự tồn tại của mình phải đấu tranh cho công việc của mình nó được bảo tồn để mình không thành người thừa, và cái sự cạnh tranh đấy nó rất cao. Hồi đó chị anh là một người mới ra trường trẻ ở Singapore và đội ngũ mà chị anh gia nhập cũng khá là bé, thường cứ ai không không đạt được như yêu cầu của cấp trên là họ đào thải rất là nhanh, nên hồi đó chị anh làm việc sức ép khá là lớn, và trong quá trình đó chị anh đã xây dựng được cái kinh nghiệm cũng như kỹ năng như thế nào để tồn tại trong một một doanh nghiệp, một công ty đa quốc gia lớn như vậy. Và cuối cùng là chị anh còn thăng tiến, được tín nhiệm, và cuối cùng là được làm người đại diện của công ty tại Việt Nam. Trong phần cuối của đoạn làm thuê của chị anh là chị anh làm đại diện cho Panasonic cho một bộ phận, một nhóm sản phẩm khá là lớn của Panasonic tại Việt Nam trước khi chị anh kinh doanh, thì đó là công việc của chị anh. Nên cái hành trình đến đến thời điểm đó của chị anh cũng là một đoạn đường khá là đáng nhớ và khá là quan trọng. Nó đã gọi là nhào trộn con người chị anh thành một người chuyên nghiệp hơn, cứng rắn hơn, chăm chỉ, và nói chung tất cả những đức tính của một người làm việc chuyên nghiệp châu Á, đặc biệt là Nhật Bản và Singapore, thì chị anh đã học được từ họ rất nhiều và duy trì nó trong nhiều năm sau này khi chị anh tự kinh doanh, tự làm sếp của mình, không còn ai kiểm soát mình hay đánh giá mình nữa, nhưng mà mình vẫn duy trì cái tinh thần kỷ luật với đạo đức nghề nghiệp rất là cao. Và chị anh phải viết khá là kỹ về chuyện đó trong sách, tại chị anh muốn mọi người hiểu là cho dù bạn đang làm việc ở Việt Nam, môi trường thách thức hay là không thách thức, hoặc là mọi người, những người cấp trên hoặc những người đồng nghiệp đòi hỏi ở bạn một cái tiêu chuẩn cao đến mức nào, thì bạn nên tự đặt cho mình, chính mình tiêu chuẩn thật cao. Bạn nên đặt cho mình cái tiêu chuẩn đóng góp phục vụ cao nhất có thể, chứ đừng bao giờ tặc lưỡi nghĩ là khi người ta không yêu cầu ở mình thì mình không làm. Đấy là cái đạo đức nghề nghiệp mà chị anh đã học được và áp dụng trong suốt những năm đi làm và kinh doanh sau này. Có thể người khác không cần, có thể người khác không biết, nhưng mà những gì mình làm mình luôn biết, mình làm mình biết, và mình
mình phải đạt được cái tiêu chuẩn do mình đặt ra cho chính mình, chứ không phải do xã hội hay là do sếp hay là do khách hàng đặt ra mình. Nên chị anh viết khá là kỹ về các giá trị cũng như đạo đức nghề nghiệp kinh doanh trong sách, trong cuốn Trở Về Nhà, nhất là phần chương 2 ở phần ở mục Tỏa Sáng Trong Sự Nghiệp. Chị anh có viết khá là kỹ về những nguyên tắc vàng, những điều nên làm, những điều không nên làm ở trong môi trường làm việc, ở trong môi trường công sở. Và chị anh nghĩ nó rất là thiết thực cho tất cả mọi người, tại đó đều là những điều mà chị anh đã tự rút ra, tự đúc kết hoặc là tự học, tự nhìn thấy xung quanh mình và rút kinh nghiệm. Nên những ai mới ra trường, chuẩn bị ra trường hoặc là mới đi làm thuê thì rất nên đọc phần đó để tự mình trang bị cho mình những kiến thức cũng như thói quen làm việc nó chuyên nghiệp. Và khi mình làm việc chuyên nghiệp thì mọi tác phong khác của mình trong cuộc sống nó cũng gọi là match theo, nó cũng khớp theo, và mọi người sẽ nhìn thấy ở bạn một con người đáng tin cậy, một con người nói là làm, trước sau như một, một con người chân chính. Và cái đó không phải là những giá trị mà tự nhiên mình có được, nó phải đến từ cái tác phong làm việc hàng ngày của mình, cách mình làm việc ở nhà, cách mình làm việc ở công ty, đâu cũng vậy, nó phải nhất quán. À, bạn Lan bảo chúc mừng chị Tranh ra sách mới, em không ở Việt Nam, rất hy vọng khi về vẫn còn sách để mua. À, việc đấy tùy thuộc vào việc mọi người có ủng hộ chị anh nhiều không thì nhà xuất bản sẽ in tiếp. Thông thường những cuốn sách mà ít người mua thì nhà xuất bản họ sẽ không tái bản nữa, hoặc là họ sẽ chỉ bán hết số lượng họ đã in rồi ngừng ngừng xuất bản. Và đó là một kết cục rất là buồn nếu đó là kết cục của chị anh. Nên hy vọng các bạn sẽ ủng hộ để cuốn sách được in nhiều lần, được tái xuất bản và sẽ đến tay nhiều người hơn. Tất cả về những ai cần đọc cuốn sách này, chị anh hy vọng là sẽ được đọc. Và chị anh tin rằng khi tiếng Anh có câu là khi bạn cần học thì người thầy giáo sẽ xuất hiện. Nên chị anh nghĩ là trong số những ai đang cần những sự dẫn dắt và lời khuyên cũng như là lời động viên của chị anh trong một tình huống cụ thể nào đó mà họ đang gặp phải, thì chắc chắn là cuốn sách này sẽ đến tay họ. Tại vì chỉ cần bạn mở lòng, bạn cần sự giúp đỡ thì nó sẽ xuất hiện. Có thể nó xuất hiện là một người bạn, có thể nó xuất hiện ở hình thức là một cuốn sách, tự nhiên có một người cho bạn, hoặc là tự nhiên bạn nhìn thấy nó ở trên kệ và bạn mua, và có thể nó sẽ thay đổi cả cuộc đời bạn, không biết được. Và nếu thế thì nhớ nói với chị anh biết, để chị anh cảm thấy rất là vui khi những trang sách của mình đã mang lại giá trị cho người khác. Những quyển sách đầu, bạn Thanh hỏi những quyển sách đầu có chữ ký của chị không ạ? Đáng nhẽ là có đấy, nhưng mà bây giờ đang cách ly nên chị anh cũng chưa đến nhà xuất bản để ký được, và hôm nay họ mới gửi cho chị anh chục cuốn và còn lại họ đã phân phát đi các hiệu sách nên chị anh chưa ký được quyển nào. Nhưng mà khi nào mà mọi chuyện tốt đẹp hơn, chúng ta lại có thể được tụ tập xã hội, thì hy vọng là chị anh sẽ có một buổi gặp gỡ và tại đó chị anh sẽ ký sách. Bạn Phương bảo em sẽ tặng cho bạn gái thân mình một quyển, em nghĩ đó là một quà sinh nhật ý nghĩa. Cảm ơn bạn. Yay. Ok, hình như chị anh đang đang nói dở về mục lục nội dung của sách, và phần tiếp theo là hành trình doanh nhân. Phần hành trình doanh nhân thì chị anh nghĩ là giai đoạn mà nhiều người biết đến nhất về chị anh, vì chị anh được phỏng vấn trên báo chí nhiều, rồi mọi người cũng theo dõi trên mạng xã hội. Nên những gì chị anh kể trong phần này nó là những câu chuyện gọi là đằng sau sân khấu, behind the scene, đằng sau màn màn sân khấu, và nó có nhiều chi tiết
mà kể cả khi chị anh nhớ lại, kể lại, chị anh vẫn thấy hay, vẫn thấy rất là ly kỳ và rất là, gọi là gì nhỉ, rất là biết ơn là mình đã có những cơ hội đó, hoặc là mình đã trải qua những cái giai đoạn thật là phiêu lưu đó, và chị anh đã ghi chép lại đầy đủ trong phần hành trình doanh nhân, tất cả những gì chị anh trải qua để thành lập doanh nghiệp đầu tiên của chị anh là Kitchen Art, rồi những bước dẫn đến ý tưởng đầu tiên của chị anh về cà phê, và những ngày đầu kinh doanh quán cà phê đầu tiên, cho đến lúc mà chị anh nhận vốn đầu tư, rồi tất cả những gì xảy ra sau đó, và đến tận ngày cuối cùng chị anh là giám đốc tại cà phê, cái gì đã xảy ra, cái gì đã diễn ra, chị anh đã kể khá là chi tiết cả về diễn biến tâm lý và những gì sau đó chị anh bắt đầu lại như thế nào, làm gì trước tiên, từ từ tìm lại cho mình một cái con đường mới như thế nào, phát hiện ra đam mê mới của mình về sức khỏe, về thể thao, dinh dưỡng, tất cả những cái đó chị anh đã ghi chép lại ở trong phần hành trình doanh nhân. Và nếu mà bạn đọc từ đầu đến cuối, nó khoảng gần 50 trang, nó khoảng gần 50 trang, thì bạn sẽ thấy đó là một hành trình khá là dài, khá là vòng vèo, và kể cả bây giờ nó vẫn đang tiếp diễn. Chị anh không thể nào nói được là bây giờ chị anh đã đến đích rồi, hay là chị anh đã lên đỉnh, hay là thế nào đấy. Chị anh vẫn đang đi thôi, chỉ là chị anh đã chụp lại một quãng đường trong hành trình đó để kể lại cho các bạn, để các bạn nhìn thấy được một số mốc và một số diễn biến, một số khúc mắc chị anh đã gặp phải và chị anh đã vượt qua nó thế nào. Nhưng mà nó không có nghĩa là bây giờ chị anh đã là thành công hay là đã đến đích, mà chị anh vẫn đang tiếp tục cái con đường đó. Và nếu mà bạn đọc xong phần đó thì chúng ta sẽ có một sự kết nối với nhau, vì bạn biết là chị anh đã trải qua những gì, và bạn cũng có thể chia sẻ với chị anh là bạn đồng tình với những cái gì, hoặc là bạn cảm thấy nó giống bạn ở những điểm nào, hoặc là khiến cho bạn cảm thấy muốn thử những gì trong tương lai. Nên đây là một chương mở và vẫn tiếp tục, và có thể sau này sẽ có cuốn sách phần tiếp theo chẳng hạn, để nói về những gì diễn ra sau sau khi viết quyển sách này. Sau phần hành trình kinh doanh thì đến hành trình tình yêu, và chị anh biết là có rất nhiều bạn, đặc biệt là bạn nữ, quan tâm đến phần này. Chị anh đã khá là cởi mở trong việc kể lại lịch sử tình yêu, cũng như là những người mà chị anh đã gắn bó, những cuộc chia tay, những cái mối quan hệ khác nhau, nó đã mang lại những gì cho chị anh, nó đã khiến chị anh trưởng thành như thế nào. Và chị anh tin là mỗi mối quan hệ đều có một vai trò trong cuộc sống của mình, nó rất là quan trọng trong việc hình thành nên con người mình sau này. Mình thực ra mình khi kết thúc một mối quan hệ, mình không mất đi cái gì cả, mà thực ra mình được thêm rất nhiều, vì mình hiểu mình hơn, mình hiểu là mình cần cái gì, mình hiểu là mình không thể sống thiếu cái gì, hoặc là không chấp nhận những cái gì, và mình sẽ mỗi lần mình lại tập yêu bản thân mình hơn. Nên cái phần hành trình đến tình yêu mà chị anh viết trong sách kể khá là kỹ, từ mối quan hệ đầu tiên cho đến mối quan hệ cuối cùng là chồng chị anh. Và cái câu chuyện mà chị anh gặp chồng chị anh cũng rất là thú vị, và nó xảy ra ở thời điểm mà chị anh đã xác định là chắc chị anh sẽ không lấy chồng thôi, nhưng mà không spoiler, các bạn cứ đọc sách rồi biết. Và đây là lần đầu tiên chị anh chia sẻ toàn bộ câu chuyện tình yêu của chị anh, nên là cũng hơi run, không biết là mẹ chồng sẽ nghĩ gì về mình. Tại vì chắc là có ít nhất có bốn người chị anh kể khá kỹ, là bốn người người yêu cũ, bốn người đấy bao gồm cả chồng chị anh. Thế thì có ba người yêu cũ, đương nhiên không phải ai cũng được kể lại ở trong sách. Không phải là chị anh chỉ có ba người yêu cũ, mà đó là ba người mà chị anh cảm thấy có vai trò lớn nhất trong trong hành trình đến tình yêu của chị anh.
Đương nhiên giữa trường mình cũng có hẹn hò hay là có những mối quan hệ ngắn hơn, hoặc là có những cái mà chị anh cảm thấy là không không cần thiết phải kể trong sách. Để các bạn không nghĩ là cả một tuổi trẻ dài của chị anh chỉ có ba người, mà thực ra đó là ba người mà chị anh cảm thấy có vai trò lớn nhất và chị anh kể về họ kỹ nhất, và chị anh cũng kể về cái diễn biến nó diễn ra từ lúc gặp nhau cho đến lúc mà kết thúc, tại sao nó xảy ra, tại sao nó phải kết thúc, và mỗi người đều có một vai trò nào đấy với con người của chị anh bây giờ và hiện tại, trong đó có một người rất đặc biệt mà chị anh kể. Có bạn mi và chị có nhiều người yêu quá, em chưa mi yêu bao giờ, xấu hổ ghê. Chị anh xấu hổ thì đúng hơn. Anyway, có một anh ở trong số những người yêu cũ đó là người, chính là người đã đưa chị anh đến căn bếp. Tại vì trong sách chị anh cũng sẽ kể là anh ấy hơi bị biếng ăn. Nhiều người không biết chứ biếng ăn là một bệnh bệnh tâm lý khá là nghiêm trọng, và thường con người sẽ bị biếng ăn khi họ trầm cảm hoặc là khi họ có những vấn đề tâm lý khác, sức ép trong xã hội, vân vân. Và người yêu chị anh hồi đó bị bệnh biếng ăn, nên chính điều đó đã khiến chị anh có động lực vào bếp để nấu những món ăn thật là hấp dẫn. Không chỉ nấu ăn bình thường đâu, tại chị anh nấu những món mà chị anh hay nấu cho mình thì anh ấy đều không ăn hết, đều không muốn ăn, tại vì thức ăn hàng ngày anh đã không ăn rồi, những đồ mình nấu bình thường thì nó lại càng kém hấp dẫn, nên là điều đó đã khiến chị anh phải thách thức mình hơn, học cách nấu ăn chuyên nghiệp hơn, và chị anh đã mua rất nhiều sách nấu ăn cũng như là xem các chương trình dạy nấu ăn để nấu những món ăn mới lạ từ nhiều nền văn hóa khác nhau, phải phải wow anh ấy để anh ấy phải thử, và từng bước một, từng món ăn một, và từng ngày một chị anh càng lên tay, và cũng càng ngày anh ấy càng ăn tốt hơn, và kết cục là sau vài tháng anh đã lên được vài cân. Và đó là một câu chuyện chị anh rất là trân trọng, tại vì không những là nó đã đưa chị anh đến cái đam mê về ẩm thực, về nấu ăn, đến căn bếp, mà nó cũng là một quá trình mà chị anh tự thấy là mình có khả năng chăm sóc người khác và mình có thể làm điều gì đó hoàn toàn vì một người khác để họ có thể khỏe mạnh lên, hoặc là để làm cho người khác vui thôi, chứ hoàn toàn là không liên quan gì đến mình. Nhưng mà trong quá trình đó tự nhiên mình lại phát hiện ra một cái đam mê của mình lại phát hiện ra một cái tình yêu của mình, và cái tình yêu đấy sau này nó mạnh đến mức mà kể cả khi người người yêu đó của chị anh không còn ở bên chị anh nữa, chị anh vẫn tiếp tục nấu ăn, chị anh vẫn yêu ẩm thực và còn kinh doanh về ẩm thực. Nên câu chuyện đó chị anh rất là trân trọng và rất là vui khi được kể lại trong sách, và hy vọng các bạn cũng sẽ thấy phần đề có ý nghĩa. Bạn Oanh bảo bìa sách đẹp, trông sách có vẻ dày, em sẽ mua, nghiền ngẫm nó và áp dụng điều có thể học được vào cuộc sống của bản thân. Yeah, cảm ơn em. Quyển sách thực ra chị anh viết nhiều hơn thế này nhiều. Chị anh có viết hẳn một chương mà sau đó chị anh quyết định là không không đưa vào sách nữa, và chương đấy cũng rất dài. Nhưng mà nhà xuất bản cũng không muốn quyển sách dày quá, họ muốn vừa phải, tầm hơn 300 trang để vẫn bỏ túi được và ai cũng cảm thấy là có thể đọc được. Nên hy vọng là sẽ có những phần sau, tại vì tất cả những gì chị anh muốn viết nó còn nhiều hơn thế này nhiều, nên là khi biên tập những vòng sau là đã bỏ đi rất nhiều và chỉ còn để lại những phần hay nhất. Sau hành trình đến tình yêu thì đến hành trình đến sự bình yên và hạnh phúc với chính mình. Phần này không phải là rất dài nhưng mà cũng là một phần chị anh nghĩ là rất quan trọng đối với chị anh. Tại vì sau những tất cả những gì đã trải nghiệm trong tuổi thơ, trong đi làm kinh doanh, cuộc sống của chị anh khá là gấp gáp, luôn luôn thay đổi, luôn luôn thách thức, và chị anh luôn luôn phải 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 thay đổi chính mình để thích nghi, để ứng phó.
Nên cái đó nó cũng phần nào ảnh hưởng đến đến sức khỏe tinh thần cũng như tâm lý của chị anh, khi mình luôn luôn nghĩ là ngày mai sẽ có một chuyện gì đấy nữa cũng lại xảy ra, ngày mai mình sẽ có một cái gì đó mình phải đối mặt, hoặc là luôn luôn tìm những đám lửa phải dập để dập mà mình không không biết cách thực sự là tắt đi để thưởng thức cái giây phút yên bình ngay lúc này chẳng hạn, hoặc là thực sự nghỉ ngơi mà không nghĩ đến công việc, nghỉ ngơi không nghĩ đến những việc gì phải làm ngày mai. Cái đó là một cái thách thức khá là lớn đối với chị anh. Đến ngày bây giờ chị anh vẫn đang khó khăn trong việc tìm cái khoảnh khắc yên bình đấy trong người mình. Nhưng chị anh có sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý, chị anh vẫn luôn học hỏi, vẫn luôn đọc thêm sách về tâm linh, về tâm lý, và chị anh đã chia sẻ cái hành trình đấy trong cuốn sách này. Nó không phải là rất là dài nhưng mà nó là một phần mở, vì hành trình đó chị anh vẫn đang tiếp tục khám phá. Nhưng nhờ có hành trình đó chị anh mới thực sự hiểu và tha thứ chính mình, cũng như là gác lại những gì, những chuyện trong quá khứ đã xảy ra. Mình thực sự là mình không hối hận, mình cũng không giày vò bản thân, hoặc mình cũng không nghĩ nuối tiếc gì cả, mà mình thực sự để nó lại trong quá khứ và mình thỏa mãn với những gì mình có ngày hôm nay, và thực sự chấp nhận những gì mình có ngày hôm nay và không nghĩ nhiều đến những gì mình phải làm trong tương lai, hoặc là lo sợ những gì đã xảy ra sẽ xảy ra lại chẳng hạn. Thì tất cả những cái đấy nó đi kèm với sự chấp nhận và sự từ bỏ kiểm soát, để mình đi đến sự thanh thản nhất có thể. Và đó là phần hành trình đến sự bình yên. Sau đó là đến cuộc sống khi làm mẹ. Phần này cũng không dài, tại vì chị anh cũng biết là chị anh không phải là một chuyên gia nuôi dạy con. Chị anh cũng là một người lần đầu làm mẹ, và không giống nhiều người khác trên mạng xã hội thích chia sẻ về cách nuôi con hay kinh nghiệm bỉm sữa này nọ. Chị anh không phải là người như thế. Chị anh chỉ nuôi con một cách rất là tự nhiên, theo cái trực quan của mình. Và những gì chị anh đã tự rút ra trong quá trình nuôi con, chị anh có đúc kết lại ngắn gọn trong phần cuốn sách này, để chuẩn bị cho những ai sắp sửa làm mẹ hoặc là tương lai sẽ làm mẹ đọc trước, để hiểu rằng là khi làm mẹ mình vẫn có thể là mình. Nó không có nghĩa là tự nhiên mình chuyển sang một con người khác, hoặc là nó không có nghĩa là mình tự nhiên sẽ phải giống như mẹ mình chẳng hạn. Mình vẫn có thể là mình vẫn có thể trẻ trung, hoặc là mình vẫn có thể thích chơi, hoặc là mình vẫn có thể làm việc theo đuổi đam mê. Nhưng làm thế nào để mọi cái nó khớp được với nhau, nó không xung đột nhau, thì đó là những gì mà chị anh chia sẻ trong cuốn sách. Vì chị anh cảm thấy rất may mắn là đến ngày hôm nay, dù chị anh làm vợ làm mẹ, chị anh vẫn được làm chính mình, vẫn làm tất cả những gì mình vẫn làm trước khi mình có gia đình. Có thể là thời gian cho mình nó ít đi, nhưng mình không bị hạn chế, mình vẫn biết cho mình mà không chỉ cho người khác. Rất nhiều người sau khi làm mẹ thì gác bỏ lại hết tất cả những nhu cầu cá nhân hoặc là những hoài bão của mình, và dành hết năng lượng với thời gian cho nhu cầu của những người trong gia đình. Điều đó mặc dù là một đức tính tốt của một người mẹ, đặc biệt là Việt Nam, nhưng mà nó sẽ khiến bạn mất đi rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân, để là một người phụ nữ hạnh phúc, giàu có từ trong tâm hồn. Và chỉ khi chúng ta là cốc nước đầy thì chúng ta mới rót được cho người khác. Nên nếu mà bạn hy sinh quá nhiều hoặc là không dành cho mình thời gian, cơ hội cũng như là tài sản để mình theo đuổi cái của riêng mình, thì chính những người trong gia đình cũng sẽ thiệt thòi vì thế, vì đáng nhẽ bạn có thể là một con người hơn thế nữa rất là nhiều. Và khi đó thì cuộc sống gia đình cũng như là quá trình dạy con hoặc là đứa con nó cũng sẽ nhận được nhiều hơn rất là nhiều từ bạn. Nên đó là lý do chị anh viết thêm phần hành trình làm mẹ. Ok, đấy là toàn bộ phần chương 1.
Chương 1 là về cuộc đời của chị anh, còn sang chương 2 có khi hôm nay mình sẽ không nói hết được, tại vì vlog đã chuẩn bị đến phút thứ 35. Bình thường chị anh chỉ vlog trong vòng 15 phút. Nhưng mà chương 2 nó sẽ gồm những mục gồm đi tìm chính bạn. Phần này là chị anh nghĩ là phần quan trọng nhất, tại vì chúng ta sẽ không thể làm gì nếu như không biết mình là ai, không biết mình cần gì, muốn gì, không biết giá trị cốt lõi của mình là gì. Nên trong chương này chị anh nói rất kỹ cách để lắng nghe chính mình, cách để nhận biết mình đang muốn đi đâu, theo đuổi cái gì, và những cái dấu hiệu để mình mở lòng mình theo đuổi nó. Không phải lúc nào mình cũng biết là đây chính là đam mê của mình đâu, giống như chị anh cũng không biết ngay từ đầu là chị anh thích ẩm thực hay là thích những thứ mà chị anh làm sau này. Nó rất là tình cờ, nhưng mà khi nó đến với mình thì mình rất là mở lòng, mình đón nhận và mình theo đuổi nó một cách vô tư, không có mục đích gì cả. Không phải là nghĩ là mình làm cái này để sau này mình thế nào thế nọ, mà mình phải thực sự theo đuổi nó chỉ vì mình thấy thích. Nên đó chính là cách để mình càng ngày càng bóc thêm từng lớp, mình hiểu mình là ai, mình thích cái gì, để mình càng làm nhiều thứ mình thích hơn thì mình sẽ càng gần đến cái con người đích thực của mình hơn. Và đến chương 3 là tỏa sáng trong sự nghiệp, đó là chương cuối cùng. Cuốn sách này có 3 chương thì phần đó là những phần mà chị anh đã đúc kết các kinh nghiệm trong công việc, trong việc đi làm thuê, lúc là nhân viên kinh doanh marketing của Panasonic, và những công việc, cả cả công việc trước đó, những công việc đầu tiên chị anh làm sau khi ra trường, rồi đến sau này khi kinh doanh. Nên đó là một phần mà chị anh nghĩ sẽ rất là hay cho những bạn trẻ đang đi làm hoặc chuẩn bị đi làm, hoặc là đang suy nghĩ về sự nghiệp của mình, muốn đổi việc, hay là thắc mắc là không biết công việc này có đúng cho mình không, hoặc là biết là nó không đúng cho mình nhưng không đủ can đảm để đi tìm cái khác chẳng hạn. Chị anh rất hay nhận được những câu hỏi kiểu như thế từ các bạn xem hay là nghe podcast. Nên phần chương 3 là viết cho các bạn để các bạn tìm được câu trả lời cho mình. Giống như khi bạn xem vlog hay nghe podcast của chị anh, bạn nhớ bạn đều đang tìm một câu trả lời nào đó cho những vấn đề bạn đang gặp phải trong cuộc sống. Nên hy vọng là cuốn sách này ở trên từng trang vào những thời điểm khác nhau, bạn sẽ dở nó ra và bạn sẽ tìm được câu trả lời cho mình vào đúng thời điểm đó. Chứ nó không phải là một cuốn sách để đọc một lần rồi cất đi, mà chị anh nghĩ là bạn có thể đọc đi đọc lại, hoặc là khi gặp một vấn đề cụ thể nào đấy bạn dở ra phần liên quan để đọc lại và ngẫm lại, và từ đó lại nghe được cái câu trả lời mình cần nghe. Mấu chốt là như vậy. Cuốn sách hay là chi anh hay những trang sách, những cái lời viết của chi anh, nó chỉ là những từ gợi ý, nó như là những cái biển chỉ dẫn, nhưng mà bạn vẫn là người đi, và nếu mà bạn mở mắt bạn nhìn những cái điểm chỉ dẫn đó thì bạn sẽ tìm được đến con đường, đến địa điểm mình cần đến. Còn sợ nhất là những người không biết nghe, không biết đi tìm những cái chỉ dẫn, hoặc là không mở lòng để đón nhận những chỉ dẫn, thì những người đấy sẽ khó mà tìm đường để thoát ra những chỗ mà mình đang bị mắc kẹt. Nên đừng là người đó, hãy là những người mở lòng, hãy là những người biết lắng nghe. Và ngoài cuốn sách này của chị anh thì cũng còn rất nhiều người có những lời khuyên giá trị. Nên hy vọng bạn sẽ luôn luôn đọc và nâng cao hiểu biết của mình, nâng cao cái mở rộng cái tầm nhìn của mình và những kiến thức của những người đã đi trước. Bạn Thanh bảo câu nói tâm đắc nhất của chị trong sách là gì? Một câu tóm gọn lại của quyển sách Một Kim Chỉ Nam. Hình như trong này có in một câu. Có một câu mà người ta đã highlight lên. Một câu mà nhiều lắm, hình như chương nào chị anh cũng có một câu mà chị anh in đậm
như là để đúc kết lại phần đó, một phần đó trong cuộc đời, nên sẽ rất khó để rút ra một câu hay nhất để tóm gọn trong cuốn sách. Nhưng mà ở phần kinh doanh, chị anh nhớ chị anh có một câu. Đợi chút, đợi chút. Đây, phần đây. Đừng bao giờ đánh mất bản thân trong công cuộc tìm kiếm sự phồn vinh và thành công, vì chính bạn mới là tài sản quý giá nhất của đời mình. Câu này đúng là câu chị anh nghĩ là câu đúc kết lại nhất của chương kinh doanh nói riêng và cũng là cuộc đời chị anh nói chung, vì mình luôn luôn theo đuổi nhiều mục đích khác nhau, chủ yếu là để có thêm, để đạt thêm thành tích, để có thêm tài sản, để có thêm hào quang, hoặc là bất cứ cái gì đấy chị anh gọi ở đây tóm tắt là sự phồn vinh và thành công. Nhưng cái mình hay quên là mình không cần phải đi tìm nó, hoặc là cố đạt được cái gì thì mình mới là ai đó, mà thực ra cái tài sản, cái thành công lớn nhất trong cuộc đời mình chính là mình, cái việc mình sinh ra trên đời này và mình là con người ngày hôm nay, đó chính là một cái điều kỳ diệu nhất của vũ trụ. Tại vì ai cũng chỉ là một bản sao duy nhất, nên chỉ cần bạn sống và bạn là chính mình, bạn là bạn hàng ngày, đó đã là một một tài sản quý giá nhất, không chỉ của đời bạn mà của cả những của cả thế giới này, vì sẽ không bao giờ có lại một người như mình nữa. Nên đừng bao giờ đánh mất cái tài sản quý giá đó trong quá trình đi tìm thành công, trong quá trình đi tìm sự phồn vinh hay vinh quang, hoặc là trong hành trình đi tìm tình yêu. Đừng bao giờ đánh mất bản thân mình, vì cái đó là cái quý giá nhất mà mình có. Không có gì đáng để mình đánh đổi nó cả. Đó là câu kim chỉ nam của chị anh. Bạn Thảo hỏi, chị có cách nào để tụi em có thể đọc sách chị hiệu quả nhất không? Ý em là cảm thụ tốt nhất và có thể áp dụng tốt nhất, hay là đọc từ đầu đến cuối và nghiền ngẫm từng câu? Hay nhỉ, chị anh cũng chưa nghĩ là sách của mình nên đọc như thế nào. Chị anh nghĩ là cứ đọc từ đầu đến cuối, tại vì con người của chị anh cũng phát triển theo trình tự thời gian, nó cứ theo mỗi năm nó lại thêm một lớp, thêm một lớp, thêm một lớp, và những cái sự kiện cũng như những cái thách thức nó cũng mỗi một lúc nó lại phức tạp dần. Từ tuổi thơ có những thách thức mà chị anh kể lại, nó khá là thách thức đối với một đứa trẻ tuổi đó, nhưng mà nhìn lại thì nó cũng không phải là cái gì quá là to tát. Xong sau đó trưởng thành, thiếu niên, thanh niên, sinh viên, đi làm, mọi thứ nó cứ phức tạp dần, phức tạp dần. Nên chị anh nghĩ là đọc từ đầu sẽ tốt nhất. Còn bạn cũng có thể là chưa đọc phần chuyện đời của chị anh mà nhảy luôn sang phần chương 2, tức là đi tìm chính mình, và chương 3 tỏa sáng trong sự nghiệp. Nếu như mà bạn muốn tìm những câu trả lời nhanh hơn cho những tình huống mà bạn mình cần. Nhưng mà chị anh khuyên là vẫn đọc phần chuyện đời của chị anh trước, tại vì khi mà bạn hiểu người tác giả thì bạn cũng sẽ thấm hơn những lời mà người tác giả viết trong những phần khác không liên quan đến đời họ. Và trong tình huống của chị anh cũng vậy, nếu mà bạn hiểu con người chị anh sau khi đọc phần chuyện đời của chị anh, thì những lời khuyên của chị anh đưa ra trong những chương sau đó về sự nghiệp, về đam mê, về cuộc sống, thì bạn cũng sẽ thấy nó dễ hiểu hơn và hiểu được tại sao chị anh nói như thế. Bạn My bảo, sách có ở nhà sách không hay chỉ bán trên mạng? Có, sách có ở các nhà sách, ít nhất là các nhà sách Nhã Nam. Ở Hà Nội thì có tại các nhà sách ở Đinh Lễ. Chị anh không biết thành phố khác như thế nào, nhưng chắc là Phương Nam rồi các hiệu sách lớn đều
đều sẽ có, và nếu chưa về đến các hiệu sách đó thì bạn vẫn có thể đặt trên Tiki, Tiki Online có giao hàng nhanh 2 tiếng. Bạn có thể thử đặt, chị anh sẽ để link ở trên YouTube. Ok. Các bạn có nghe thấy con chị anh đang hét ở ngoài kia. Và có ai có câu hỏi gì nữa không? Nếu không thì chị anh sẽ kết thúc livestream ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi trong hơn 40 phút vừa rồi để nghe chị anh kể về cuốn sách Trở Về Nhà. Cuốn sách chị anh rất yêu quý. Chị anh đã mất 2 năm để viết từ đầu đến cuối, và không ngờ là đã đến ngày nó có thể đến tay các bạn. Và chị anh rất hồi hộp, không biết là mọi người đọc sẽ cảm nhận nó như thế nào. Nếu bạn có thể chia sẻ, chị anh sẽ rất muốn nghe suy nghĩ, cảm nhận của bạn sau khi đọc cuốn sách này như thế nào, hoặc là tốt hơn nữa là sau khi đọc bạn đã áp dụng nó như thế nào trong cuộc sống của bạn, và tốt hơn nữa nữa là sau khi áp dụng bạn đã nhận được những kết quả gì, những thay đổi gì trong cuộc sống. Thì đó sẽ là điều mà khiến cho anh cảm thấy là việc mình viết nên cuốn sách này đã rất là ý nghĩa, và mang lại giá trị cho cộng đồng, cho xã hội, cho mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã xem. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và một cuối tuần thật là vui vẻ khi chúng ta không còn phải cách ly xã hội nữa. Nhưng mà hãy bảo trọng và giữ gìn khoảng cách và giữ gìn sức khỏe. Bye!